Hello, thân mến chào các bạn. Uh, hôm nay uh, Peter đang đạp uh, và trong lúc đạp này uh, thì Peter mới nhớ ra có một cái điều mà Peter muốn uh, chia sẻ với các bạn. Xin lỗi các bạn nha, hôm nay Peter không có đem cái uh, wireless microphone cho nên uh, cố gắng nói lớn, ngồi hơi xa với lại cái máy uh, cái cái điện thoại uh, iPhone cho nên uh, Peter cố gắng nói lớn để cho các bạn nghe. Thì cái câu cái câu chuyện ngày ngày hôm nay là như vậy Peter muốn chia sẻ một cái một cái vấn đề. À, như các bạn thấy là Peter đang đạp cái chiếc xe Conago và Peter có mua cái cặp bánh xe Hyperloon à, được hai tháng nay và Peter đạp rất nhiều à, các bạn coi á, có à, giới thiệu cái cặp bánh này à, qua một cái video rồi đây là cái bánh là Hyperloon đây đó cái cặp bánh này đây nha đó cái cặp bánh này nè thì cái vấn đề là nó có một cái sự cố mà Peter muốn chia sẻ với các bạn. Uh, Peter cảm thấy nó rất là quan trọng luôn và nó nó đã xảy ra cho Peter cách đây khoảng chừng 3 tuần trong cái lúc mà Peter đạp với lại cái, cái cặp bánh này. thì uh, cái sự cố này uh, nó không có không có cái gì nguy hiểm ha. nói trước là như vậy nhưng mà Peter muốn uh, cho các bạn biết nếu mà các bạn nào chơi những cái cặp bánh uh, Hyperloon này và thậm chí những cái cặp bánh mà cái, cái đời mới á các bạn phải lưu ý thì uh, uh, phi, bây giờ Pido sẽ đạp xong rồi mình về nhà Pido sẽ uh, cho cái xe đạp này lên cái uh, cái chân cái chân đứng và Pido sẽ tháo bánh xe ra và Pido sẽ kể cho các bạn câu chuyện và cái sự cố nó xảy ra như thế nào để các bạn uh, lưu ý OK uh, nhưng mà nói chung ra là từ ngày mà Pido có cái cặp bánh này xong đó là thật là tuyệt vời Uh, Peter mua cái cặp bánh này là 1 ngàn đô và video cảm thấy 1 ngàn đô rất là xứng đáng Ok nhưng mà nó có nó có cái sự cố mình cần phải uh, phải biết phải để ý thì uh, bây giờ video đạp xong về sẽ làm tiếp cái video này sau khi khi uh, mua cái uh, cái cặp uh, balloon này á về và video đạp được uh, cũng khoảng chừng uh, 2 tuần 3 tuần khi thích quá và mình mới uh, tò mò Tại vì cái tính của Peter là tò mò đó các bạn cũng đã cũng đã biết rồi đó. Cho nên Peter tháo ra và Peter mới tháo cái cái đùm này ra, cái hấp này ra để coi coi ở trong cái cái bộ này á là nó có cái cái bearing nó như thế nào tại vì tụi này nó nói là cái này là ceramic bearing. Và với ceramic bearing á thì nó sẽ lăn rất là tốt ha. Thì Peter đạp, Peter thích quá, Peter mới tò mò Peter tháo ra. Thì khi mà tháo cái cái này ra đó thì dĩ nhiên là Peter không phải là người chuyên môn rồi cho nên mình chưa có kinh nghiệm. Cho nên lúc mà mình tháo này ra nó có cái sự cố. Thì Peter muốn giải thích cho các bạn là cái sự cố nó nằm ở đâu. Và nếu mà các bạn nào mà có sửa cái cái hấp của cái cái vành đằng sau á thì cũng nên quan tâm. Cái cái đằng trước thì mình không có không có cần phải đụng tới ha. Chỉ có cái đằng sau mới là cái quan trọng thôi để Peter tới gần cho các bạn xem. Đây là cái hấp um, mới, nó là Shimano. Shimano 11S mà version 2. Version 2 là cái loại hấp mới. Thì cái hấp cũ đó thông thường mình phải phải mình phải vặn ra, mình phải có những cái mỏ lết để mình vặn ra ha. Nhưng mà cái loại mới này á nó không cần vặn ra mà nó chỉ cần kéo ra thôi. Đó là cái mà mình phải lưu ý. Thì bây giờ Peter sẽ kéo ra cho các bạn xem Nó mới đầu mình nhìn mình nói Ủa sao cái này mở ra như thế nào rất là khó Nhưng mà sau khi Peter lên mạng Peter nghiên cứu thì Peter thấy là Ồ cái kiểu mới này là cái kiểu mình không cần phải vặn ốc gì hết á Mình chỉ cần cầm để mình giật ra thôi Đó thì nó là như vậy nè Peter làm cho các bạn xem ha Mình cầm và mình kéo lên Bây giờ thì Peter có kinh nghiệm rồi cho nên Peter kéo là Peter phải giữ cái cái, cái ngón tay ở đây nè Để cho cái này nó đừng có rớt ra, đừng có bung ra nhưng mà đại khái nó là như vậy Thôi giờ Peter cầm vậy để Peter kéo cho các bạn xem ha Đó, các bạn thấy không? Nè, Peter kéo cái nó ra liền Kéo nó ra Kéo nó ra Thì khi mà kéo nó ra đó Nó sẽ có hai phần cái hấp và ở đây nó có một cái 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 đồ chặn cái con hấp đây cái hấp cái này nó chỉ là cái đồ chặn đầu thôi nó không có răng cưa nó không có gì hết ok nó chỉ là cái nắp đậy vô thôi mình đẩy đúng và dĩ nhiên là nó có cái doan để cho nó kính nó kính nhưng mà cái này là cái mà không có vặn ốc gì hết đấy à, Peter sẽ bỏ cái này qua một bên nhưng mà các bạn thấy nè cái hớp này mình chỉ có kéo ra thôi kéo ra một cách rất là đơn giản nãy giờ Peter chẳng có dùng cái vặn hết và đây là cái 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 bạc đạn bây giờ Peter kéo ra và bây giờ Peter có kinh nghiệm rồi cho nên lúc mà Peter kéo ra đó là Peter sẽ lật cái này ngược lại để Peter giải thích tại sao ha. Với cái kinh nghiệm, còn nếu mà người không có kinh nghiệm á, lúc mình kéo ra mình sẽ kéo nó như vậy nè. Mình kéo nó ra như vậy thì là không đúng. Nha, bây giờ Peter sẽ kéo ra theo cái kinh nghiệm của Peter. Mình để như vậy. Lật ngược nó lại và mình kéo nó ra. Peter kéo ra xong Peter sẽ à, bỏ cái bánh xe xuống và hướng dẫn cho các bạn cái à, cái sự cố nó, nó ở đâu như các bạn thấy là Peter kéo ra mà cũng đã có sự cố rồi đó Peter cố gắng để yên cho các bạn thấy luôn tại vì hồi nãy Peter làm sai đó Peter để cái đầu kia rồi thì khi mà kéo ra là các bạn đã thấy là nó có một vài cái sai trong này rồi nè nha yeah. đó Peter đặt cái này xuống và hướng dẫn các bạn khi mà các bạn tò mò tái máy mà lấy cái này ra đó thì các bạn phải chú ý một điều là cái hấp cái hấp này nó có sáu cái cái cánh cái cứ gọi là cái cánh thì Peter không biết tên chính xác nó là cái gì nhưng mà nó có sáu cái cánh và cái cánh nó là những cái miếng này nè những cái miếng đây nó có một cái miếng rớt ra nè Pira cầm cho các bạn xem. Cái cánh này hiện bây giờ á đặt cái miếng này xuống đi, không thôi nó rớt xuống đất. Đây cũng có một cái cánh nó rớt ra nữa nè. Lý do hồi nãy Peter nói rồi đó là lúc mà Peter lấy ra không đúng á thì nó sẽ rớt ra. Còn nếu mình lấy ra đúng á nó sẽ không rớt ra. Đặt qua bên đây. Và Peter cho các bạn xem á những cái cánh mà nó còn 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 nguyên á, đây là cái cánh nó còn nguyên nè. Đó đây cái cánh nè nó sẽ phải như vậy, ok, đây cái cánh này nó còn nằm nguyên nè và như các bạn thấy đấy, đã lấy ra không đúng cách là bốn cái cánh nó rớt ra chỉ còn hai cái cánh nằm nguyên, bốn cái cánh nó rớt ra hai cái Peter đã đặt xuống dưới và hai cái cánh nó rớt ra và nó kẹt ở trong này. Ok Thì á, cái vấn đề là như vậy nè Cái lần trước mà Peter lấy ra Peter tò mò tái máy á Thì nó bị cái một Mấy mấy cái cánh nó rớt ra Mình không có biết không có, Mình không có kinh nghiệm Mình không có biết Cho nên lúc mà gắn lại á Gắn vô ngược lại á Thì có một cái cánh Nó không nằm đúng chỗ hoặc là nó nằm nó nằm vô một cách không là không có được à, không có được tốt và nó gây ra cái sự cố cái câu chuyện kế tiếp nó là như vậy để Peter mở cái cái hấp mà nó bị hư ra cho các bạn xem đây là cái hấp nó bị hư và cái hấp này là cái hấp cũng là cái Peter mua cho các bạn xem đó cũng là cái Shimano đó cái này là cái mà nó đi kèm với lại cái bánh xe lúc mà Peter mua và cái này là cái hư hư có nghĩa là đây nó có sáu cái cánh Peter đã bỏ ngược lại rồi một Hai, ba, 4, 5. Năm. năm cái cánh thì hoàn toàn tốt. Nè, mình bấm là mình thấy nó bấm nở ra, bấm nở ra. Nó có cái spring, nó có cái đồ giãn hồi đây. Nhưng mà có một cái á, Peter bỏ vô, nó bị kẹt. Lúc mà mình đạp, Peter bỏ vô, Peter đạp khoảng chừng một ngày. Có 40 mai mà Peter cảm thấy, ủa sao hôm nay cái bánh xe nó nó quay không có được tốt nó bị nó có một cái gì nó nó khó chịu nó 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 nó, nó mạ sát nó cản thì ra là một trong những cái cánh nó lúc mà Peter gắn ngược lại nó nó không đúng nó bị sai và nó bị kẹt ở trong cái cái đùm và đây là cái cánh nó bị kẹt và bây giờ Peter bỏ ngược lại á thì nó không có nở ra nữa nó kẹt luôn như các bạn thấy nó kẹt luôn nó kẹt cứng luôn Peter mới email thử cái hãng mà Peter mua cái này nè cái hãng Winspace á Peter email thử coi coi mình hỏi coi coi uh, uh, có cách nào mà giúp tôi cái vấn đề này không tại vì cái hấp này bây giờ của tôi một cái cánh nó bị hư rồi và đạp uh, không có được uh, tốt đẹp tôi tôi muốn hỏi coi, coi coi có cách nào không thì sau khi Peter hỏi và họ mới email lại thì họ mới nói là chụp hình cho họ coi cái 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 sự cố thì Peter chụp hình cho họ coi và giải thích cho họ là một trong những cái cánh nó bị kẹt và họ họ nói là chụp hình cho họ coi cái cái mã số của cái cặp mình mua thì trên cái cặp mua này á nó có cái mã số nó nằm ở đâu Peter quên mất rồi Peter mới lấy cái điện thoại Peter dí sát vô rồi Peter đi chụp và gửi cho họ để họ kiểm tra coi coi là cái bánh mà mình mua có phải là đây có phải là cái bánh mà họ bán không đây ở trên cái bánh nó có cái mã số À, đó, để Peter để sát vô cho các bạn xem. Bánh này nó có cái mã số thì video chụp hình cho họ coi cái mã số. Đây là hai cái hai cái cánh nó vẫn còn kẹt cái này lát nữa video sẽ phải lấy ra. Thì khi mà video chụp hình cho họ coi cái mã số xong và sau khoảng chừng à, 2 3 ngày qua lại hai ba cái email thì họ mới quyết định là gửi cho video một cái mới. Mới toàn luôn, miễn phí, không tốn tiền. Các bạn thấy không? mình mua một cái món đồ của China tuy là mình không có thích China Peter thì không cũng không có thích China nhưng mà không phải là China nào hoặc là không phải công ty China nào cũng là công ty bẩn công ty dơ công ty ấy mình chỉ không thích cái chế độ China thôi nhưng mà thật sự đồ China hiện bây giờ nó rất là tốt và cái customer service của họ cũng rất là tốt bằng chứng cho thấy là sau khi Peter email hai cái Peter giải thích cái cái sự việc đó là như vậy chụp hình cho họ và cho họ thấy thì họ đã gửi cho Peter cái mới cái mới là cái mà Peter mới tháo ra đây nè ok mới toàn luôn cũng y chang như là cái hư này thì họ gửi cho Peter cái mới và Peter gắn vô và dĩ nhiên là kỳ này Peter gắn vô một cách rất là cẩn thận tại vì Peter biết cái sự cố nó xảy ra như thế nào rồi là cái 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 hấp này cái free wheel này nó có sáu cái cánh và cái loại này là cái loại mới là cái loại mình bỏ vô và mình chỉ cần đóng cái nắp vô thôi chứ mình không cần siết siết ốc gì hết cho nên mình phải cẩn thận lúc mình lấy ra nếu mà mình lấy ra để mình lau chùi hoặc là mình cho dầu nhớt hoặc là mình cho nhớt nhớt vô cho nó tốt á mình mình service mình bảo trì nó thì mình phải cẩn thận mình phải để ý chứ không một trong những cái cánh nó rớt ra và khi nó rớt ra trong cái trường hợp nó đã rớt ra rồi đó lát lát này mình bỏ vô mình phải bỏ vô cho nó đúng và thứ hai nữa là mình phải tránh đừng có cho nó dính cát, dính bụi tại vì dính cát dính bụi vô thì nó sẽ không tốt. Ok. Cho nên Peter rất là cẩn thận bỏ qua một bên để để giải thích cho các bạn. Nhưng mà trở lại cái vấn đề là cái hãng cái hãng Winspace là cái hãng mà nó bán cho Peter cái cặp hai lún này nè. Nó gửi cho Peter cái mới toanh luôn. Peter lên mạng, Peter nghiên cứu thì Peter mới thấy là họ nói là tuy là cái này nó có năm nó có sáu cánh. Nhưng nếu mà một cái cánh hư hoặc là mình mất đi một cánh á thì cũng không sao mình gắn vô mình vẫn quay mình vẫn đạp vẫn tốt được như thường mình bỏ cái cánh bị hư đi mình tháo cái cánh mình dục đi thì cái hấp này vẫn dùng được chứ không phải là không mà Peter đã thử rồi Peter đã dùng cái này sau khi Peter ấn cái cái cánh này vô lại và cái cánh này hiện bây giờ nó kẹt trong này luôn nó không nở ra nhưng mà cái cánh này nó nằm ở trong này ok và Peter bỏ cái cái máy cái cái cái, cái, cái hư này là vô và Peter đạp 3 4 ngày luôn. Và trong lúc đạp đó là Peter đợi đợi cái hãng Winspace nó gửi cho Peter cái cái mới ha trong cái giai đoạn mà Peter đợi đợi nó gửi đó thì Peter đạp. Thì với 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 năm cánh hoạt động và một cánh hư mình vẫn đạp được. Thậm chí nếu mà mất đi một cánh vẫn đạp được. Thậm chí Peter nghĩ là mất đi hai cánh cũng vẫn làm được tại vì bốn cánh nó cũng vẫn ok nó cũng vẫn bám. Cái cánh này là cái cánh những cái cánh mà để nó bám cái 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 bánh xe khi mà mình đạp á. Còn nếu mà khi mình không đạp á thì nó quay thì nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu tạt 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 tạ, tạ. cái cái bánh xe mình á, khi mình quay á. Tuy nhiên nếu mà mình để ít cánh quá thì dĩ nhiên là cái cái bền bỉ cái tốt của nó không tốt, có thể nói là mình đạp à, Peter không hiểu nó có yếu yếu sức hơn hay là như thế nào mình không không biết. Không biết rõ nhưng mà Peter khẳng định với các bạn là với 5 cánh vẫn đạp được. Cho nên Peter vẫn không dục cái này đi. Peter cắt qua một bên Peter nó bỏ vô trong bao ni và và dán băng keo kính tại vì nó vẫn còn nhớt vẫn dầu mình vẫn để như vậy ha thì bây giờ Peter sẽ cất cái này vô lại đây là cái hư để để làm chi nếu mà trường hợp cái kia nó hư vì vấn đề gì đó nó hư thì Peter lấy cái này ra Peter vẫn dùng được hoặc là mua cái mới thì Peter không biết là mua cái này bao nhiêu nhưng mà cái này cái này Peter nghĩ chắc nó cũng không mắc lắm đâu nhưng mà cái này hoàn toàn dùng được thì tại sao mình phải dục đi bây giờ Peter cất nó qua bên này cất nó vô trong cái bao ni này. Peter lấy cái này ra để cho chứng minh cho các bạn thấy là hiện bây giờ Peter có hai cái, cái đã hư và cái hãng nó gửi về cho Peter. Hãng Winspace, Peter không ngờ là họ họ làm việc khá tốt như vậy. Và vì sau khi mà mình thấy cái vấn đề mà họ giúp mình như vậy đó là Peter hoàn toàn highly recommend các bạn nếu mà có cơ hội hoặc là có điều kiện mà muốn mua một cặp bánh thì cái hãng Winspace này Peter cho nó là 10 điểm luôn là tại vì họ gửi cho Peter một cái một cái free hub miễn hoàn toàn miễn phí không không có phải đóng một thêm một đồng nào sau khi Peter chỉ giải thích cho họ 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 gửi cho Peter mà đây là cái lỗi của Peter chứ không phải là lỗi của họ cái lỗi của Peter là Peter nghịch Peter tháo ra rồi nó rớt cái cánh chứ là hoàn toàn lỗi của mình không phải là lỗi của hãng nhưng hãng nó cũng vẫn rất là tốt nó muốn uh, giúp cho những người mày mua mua đồ của nó ok đó là câu chuyện bây giờ Peter quay máy gần lại sát vô cái 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 bàn này để cho các bạn thấy là bây giờ Peter sẽ gắn mấy cái cánh ngược lại hiện bây giờ ở trên cái này nó chỉ còn có hai cánh là còn bốn cái cánh nó rớt ra rồi hai cái cánh nó nằm ngoài và hai cánh nó nằm ở trong cái hấp đó ok bây giờ mình quay máy lại để mình mình uh, làm đây nè Okay, và đây là cái cánh nè thì bây giờ mình á mình phải nhét cái cánh này nó vô cái khe này rất là cẩn thận đừng có ép nó vô và khi mình gắn nó vô á đây nó có cái cái tiếng mỹ nó gọi là cái spring cái hồi việt nam mình không biết cái này nó gọi là cái gì ok đó nếu mà các bạn nào mà coi cái video này giúp Peter luôn cho Peter biết tiếng Việt, Peter cũng muốn học thêm tiếng Việt. Cái này là cái tiếng này nó tiếng Mỹ nó gọi là spring. Thì giờ mình nhét cái nhét cái cánh này vô. Nhớ là mình để cái cánh nó đúng chiều nha. Mình coi cái mẫu này. Và mình để đúng chiều, đây nè, để đúng chiều nè. Và mình nhét vô. Và mình cẩn thận khi mình nhét vô. Đừng có để nó rớt. đó thấy chưa các bạn thấy không nó cũng không có dễ làm đâu nha cho nên các bạn cứ phải từ từ làm theo như Peter nghĩ là để như vậy đó rồi cái vì nó bị kẹt cái spring cho nên mình sẽ lấy một cái đồ mình lấy một cái đầu nhọn mình ấn vô một tay á mình để cái này nó vô cái khớp và mình lấy cái một cái gì nhỏ mình mình lấy một cái gì á nhỏ, nhỏ nhỏ mỏng mỏng á mình ấn cái mình ấn cái spring xuống và khi mình ấn cái spring xuống như vậy á là nó vô nè các bạn thấy nó vô nè đó thấy chưa video cho một cái cánh nó vô rồi nè và mình check nó mình kiểm tra nó mình bấm rồi ba cái vô bây giờ còn một cái nữa ở ngoài nhớ nha mình tìm mình để cho nó đúng cái cái vị trí và mình đặt nó vô đặt nó vô cái lỗ một ngón tay giữ nó đó và cái này ấn cái này xuống rồi vô rất là dễ luôn với kinh nghiệm bây giờ khi đã làm này giống như thợ vậy đó rất là dễ ha lúc trước á, lúc mà Peter nghịch á, là Peter bỏ vô không đúng và vì bỏ vô không đúng loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ cái cuối cùng mình ấn nó vô cái nào nó bị kẹt luôn là tại vì nó đã bị nó đã bị xước rồi bây giờ trong cái này hồi nãy lúc lấy ra đó lấy ra không đúng cho nên nó rớt xuống dưới đây hai cái hai cái cánh nè các bạn thấy không thì bây giờ mình lấy hai cái cánh này ra rồi mình 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 gắn vô thì lấy ra thì cũng uh, cứ từ từ mà lấy để bây giờ bỏ cái này sang bên kiếm cái đồ gì đó cái niếp hay là cái gì đó mình lấy ra đây một cái lấy ra bỏ qua bên cái tờ giấy bên này là cái thứ hai nhớ là các bạn làm cẩn thận đừng có cho nó rớt xuống cái chỗ nào mà nó có đất cát trong này á nó có răng cưa nè những cái những cái răng cái khía cái khía cưa này là những cái khía mà nó sẽ bám nó sẽ bám vô sáu cái nó sẽ bám vô sáu cái cái cánh này lúc mình gắn vô cái cánh này và nó bám vô cái 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 những cái khía những cái cái răng này thì lúc đó là cái bánh xe mình đạp nó quay và giờ tiếp tục gắn uh, hai cái cánh còn lại ôi dễ yeah. Pro rồi các bạn ơi làm làm này lần là... lập rồi Hôm nay là lần thứ hai Peter làm này á Nhưng mà tại vì có cái kinh nghiệm rồi Cái kinh nghiệm sự cố rồi Cho nên biết cách làm rồi Và tiện thể làm này là chia sẻ các bạn luôn Bỏ cái này vô Lấy cái ngón tay nè Giữ nó Giữ nó vô cái thế Đó Giữ vô cái thế và bây giờ nó đang kẹt Nó đang kẹt ở cái chỗ này cái chỗ cái spring này thì mình ấn cái spring nó xuống ấn xuống á ấn cái spring xuống thì nó mới vô cái, cái răng à, cái cái, cái cánh nó mới vô đừng có ép nó nha nếu nó ép xuống đó, có nghĩa là nó đang kẹt cái gì đó nó kẹt cái gì nếu mà mình ép xuống hồi là nó bị ấy luôn không nên ép nó cứ từ từ như cái cánh này nó không vô tốt nè thì mình coi coi lý do tại sao cũng có thể là mình để cái cánh nó vô không đúng cái đúng không đúng cái chiều à, đúng rồi bỏ vô không đúng chiều các bạn thấy là nó hơi cong nó cong ngược lại một chút xíu nha thì mình phải để đúng cái chiều không đúng chiều nó không vô rồi đúng chiều nó cái này nó chế cái chính rất là chính xác và nếu mà mình làm không đúng đã ok nó vô rồi đó ấn cái này xuống đó đúng chiều là nó vô liền và bây giờ mình kiểm tra 6 cái cánh này Coi coi nó có giãn hồi không 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giãn hồi tốt đẹp luôn Bây giờ mình gắn vô lại Gắn vô lại thì như vậy Mình dựng cái Cái của mình nó ngang ngang vậy nè Và mình để cái hấp này vô Để nghiêng như vậy Và mình cẩn thận bỏ này vô Khi mình bỏ vô mình cẩn thận Đừng có cho 6 cái cánh nó rớt ra khi đó làm nhẹ tay để cho nó đừng có rớt ra đó khi mà nó vô như vậy á mình kiểm tra trước khi mình ấn nó xuống á thì mình kiểm tra nó sáu cánh nó còn ở đó không và sáu cánh nó work. và như vậy mình ấn nhẹ thôi và mình quay như vậy mình quay ngược lại nha quay ngược và khi mình quay như vậy á tự nhiên sáu cái cánh nó nó rớt vô à, nó nó vô trong cái khía và đó sáu cánh nó vô rồi cái cái đầm này nó vô nó đồ sát luôn và giờ mình biết chắc là sáu cái cánh cái cánh này nó nằm tốt ở vị trí tốt. Và cái cái tiếp là cái nắp này, cái nắp này nó không có cái răng gì hết á, mình chỉ cần để vô. Và mình xoay xoay nhẹ và mình tìm cái khắc cái, cái 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 nó có một cái một cái khứa, một cái cái cái, cái đó và mình vặn vặn là mình cảm thấy được liền và như vậy á mình ấn xuống. Chỉ cần ấn xuống thôi. Là xong ấn xuống cho tới lúc mà nó không ấn được nữa là ok đó nó đơn giản là như vậy cho nên các bạn thấy á, là cái đùm này á là cái loại mới lấy ra cũng rất là dễ kéo ra thôi và gắn vô cũng rất là dễ chưa có cần phải dùng cái cái cái, cái đồ gì để vặn hết á và như vậy là mình xong thì cái này á, nó cũng giống y hệt với lại cái bánh mà Dorae Shimano Dorae mà C50 C50 mà Peter có ở trên cái chiếc um, Pinarello á, trên cái chiếc Pinarello đó, cái cái đùm nó cách tháo ra cũng y chang như vậy luôn. Tại vì cái tính tò mò của Peter Peter cũng muốn tháo ra để coi, mình coi một lần nữa mình biết mai mốt mình cần sửa chữa gì mình cũng hiểu hiểu cách làm. Ok cái này là cái đùm Shimano, cái cách tháo ra như vậy và đây là cái câu chuyện cái sự cố. Khi mà gắn xong á mình cũng kiểm tra. kêu tốt đẹp luôn mình nghe coi coi là nó có cái tiếng gì cái tiếng gì lạ lạ không trong cái trường hợp này cái tiếng nó rất là tốt luôn và nó quay rất là êm luôn có chứng tỏ cho thấy là sáu cái cánh mình gắn vô nó rất là tốt dĩ nhiên là khi cái này là trong cái giai đoạn mình 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 đạp mà mình ngân đạp nè nhưng mà nếu mà Peter cứ quay cái này á thì nó sẽ bám cái cái sáu cái cánh đó, nó sẽ bám vô những cái răng đó và nó đưa cái bánh xe mình đi tới cái okay. thì cái giai đoạn kế tiếp là Peter sẽ gắn cái cái cassette Peter có cái cassette đây Peter đã tháo ra Peter sẽ gắn cái cassette này lau chùi một chút xíu gắn vô lại đây Ngày mai Peter sẽ có một cái ngày đạp với lại Velo Việt Ngày mai là leo leo một cái núi cho nên tiện thể ngày hôm nay Peter làm cái video này chia sẻ các bạn cái cái vấn đề này và tiện thể vệ sinh cái cái cassette này để mà đạp ngày mai cho nó tốt. Uh, ok. Cho nên các bạn thấy là mình mua bánh xe, Peter mua các bạn cặp bánh xe Winspace Win, Win Space này của hãng Winspace cái giá của nó là một nó đang nó nó sale hồi lúc trước của mình mua cái này một ngàn hai ngàn ba nhưng mà lúc mà Peter mua cái này á, nó sale nó còn có 1 ngàn à. Cho nên Peter thấy giá rất là rẻ cho nên Peter mua. Và thưa các bạn là nó rất là nhẹ luôn. Và cái này Peter đã đạp à, tới ngày hôm nay cũng được một tháng, tháng rưỡi rồi. Và à, đáng đồng tiền. Rất là nhẹ. Leo, à, ai mà thích leo, leo, leo núi, leo, leo á. Đạp mà leo dốc á. Là cái này là tuyệt vời. Cái à, cái mẫu này là cái mẫu 38. Nha, cái vành này là vành 38. À, và cái mẫu này à, với cái free hub này là Shimano. À, loại mới ok rồi peter gắn vô cái xe và peter sẽ vệ sinh lau chùi rồi uh, chuẩn bị cho ngày mai đạp ok ha thông mấy cho các bạn